Xin được giới thiệu cùng với lại các bác một chùm tinh thể thạch anh trắng biến thể, dòng thạch anh biến thể đã được lên đế. Biến thể tức là các cái da của nó, các bác nhìn này, da nó sần sùi dạng biến thể, tức là nó không mọc không theo một cái dạng đúng theo quy định của tinh thể thạch anh, tức là lục lăng sáu cạnh. Cái dòng này biến thể nhiều khi cái da nó trông nó sẽ rất là dị và đẹp. Đẹp lạ. Dòng này thì nó là có bám kim sa. Nên khi nó quay ánh sáng mọi người thấy có độ lấp lánh này, đây, kim sa. Đặc biệt ban đêm nếu mà soi đèn vào những cái bụi này thì độ ánh kim của nó rất là mạnh. Anh em chơi đá thạch anh thường gọi là dòng thạch anh kim sa, thạch anh trắng. Viên này thì có khối lượng của đá là 1 kg các bác nhé, 1 kg không kể đế, chỉ có đá thôi, riêng đá là 1 kg. Viên này nếu ban đêm mọi người soi đèn rất là đẹp, lấp lánh kim sa lắm. Dòng thạch anh trắng. Hiện viên này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 450.000 đồng. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.